Bơm con dình sẽ ra hai cái cá linh nó kia. Nó kêu là bà 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 bà. Phát cái gì vậy? Trời ơi, người ta hát bình thường hát như con vịt á. Trời đất ơi. Mình đang hát bài một con vịt thì mình phải hát theo phong cách gọi là của một con vịt chứ. Trời đất ơi, vì ông nội nói gì rồi các bạn ơi. Anh nhìn thôi bỏ qua đi, trời thiệt tình luôn á. Và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và The Current Day. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video mini one của mình. Yes, và chưa biết video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share, một nút subscribe. Và các bạn đừng quên like vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. Và như thường lệ là nếu mà bạn nào mà chưa nút đăng ký thì các bạn ấn nút đăng ký ngay bây giờ để giúp mình lên 1 triệu subscriber càng ngày càng nhanh nha mọi người ơi. Và phía bên phải cũng như là bên trái cũng như là giữa màn hình đó chính là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình. Nếu mà bạn nào mà chưa follow những trang mạng xã hội này thì các bạn hãy gọi là follow những trang mạng xã hội này để có thể gọi là cập nhật những thông tin mới nhất từ mình nha các bạn ơi. Ok, thì ngày hôm nay thì mình đã rủ Simi vô gọi là một cái map dân làng. Đây là một cái map riêng của mình với lại là của Simi á. Thì hôm nay mình đã rủ Simi vô đây để thực hiện một cái thử thách cực kỳ là hay và cực kỳ là thú vị luôn. Đó chính là thử thách build nhà 1 phút, 5 phút và 10 phút. Ơ nhưng mà sao, sao tôi không biết đọc cái tên thử thách này sao. Tôi đọc cái thử thách này tên là 1 phút, 5 phút, 10 phút nghe nó hơi phèn bà ơi. Thì tôi cũng đâu biết thấy gì đâu. Cái thử thách là tôi chưa bao giờ biết mà chưa làm bao giờ luôn á. Trời ơi, nếu mà bạn nào mà chưa hiểu thử thách này của bọn mình như thế nào á thì mình sẽ gọi là giải thích gọi là ngắn gọn cho các bạn. Đó chính là hôm nay tụi mình sẽ gọi là thử thách build nhà, build thú cưng của tụi mình nè. Build thêm 1 phút nè, 5 phút và 10 phút. Thì các bạn biết mà khi mà build nhà, build bất cứ khi mà chúng ta build cái gì á thì chúng ta sẽ phải cần có thời gian. Ví dụ như là 10 phút, 15 phút thì chúng ta mới có thể build đẹp được. Nhưng mà hôm nay mình với Simi sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là trong 1 phút tụi mình sẽ build những cái con thú cưng của tụi mình sẽ như thế nào, và 5 phút nó sẽ như thế nào, và 10 phút sẽ như thế nào. Rồi tôi nói gì tôi không hiểu vậy luôn. Trời ok, bây giờ vô build chứ nói hồi tôi cũng không hiểu hết trâu luôn. Nói chung là bây giờ tụi mình hãy cùng nhau vô build nào. Bây giờ mình sẽ gọi là build con sóc của mình và Simi sẽ build con gấu tuyết của mình. Và nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó chính là build thú cưng của chúng ta trong 1 phút. Ok. Build nào, let's go. Ok, 1 phút bắt đầu các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ gọi là thử thách build con sóc trong 1 phút. Bây giờ trong 1 phút mình build con sóc như thế nào trời. Build con sóc mình nói thiệt với các bạn là mình còn không biết build con sóc như thế nào nữa. Ok, nhanh lên 1 phút 30 giây, 5 phút xa nơi đây. Yeah. 30 giây, 5 phút xa nơi đây. Ê, đã 20 giây trôi qua rồi Sim ơi, đã 20 giây trôi qua rồi. Oh my god. Mình sẽ build con sóc 1 phút đúng không? 1 phút mà để build con sóc thì đó quả thật là một cái thử thách cực kỳ là khó khăn các bạn à. Ok. Bây giờ mình sẽ gọi là build cái này nè. Còn mấy phút nữa? Còn 20 giây nữa. Oh my god. Bây giờ build cái đuôi nè, rồi cái tai của nó nè, rồi giờ build cái gì nữa ta? Build cái chân của nó nè. Chỉ còn 9 giây nữa. 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ rồi các bạn ơi. Đã hết 1 phút rồi. Đây là con sóc đó Sim. Đây là con sóc. Trời ơi. Gớm vậy, trời nhìn nó như kiểu nói chung là bỏ qua đó, cái đây là con gấu của tôi đó. Đó là... tính ra là Simi cũng build được cái khuôn như thế này nè các bạn ơi. Wow, hấp dẫn nha, tính ra là cũng build được gọi là cái khuôn rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gọi là đến với thử thách tiếp theo nha. Đó chính là thử thách gọi là xây trong 3 phút nha. Let's go. Ok, 3 phút bắt đầu. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có 3 phút rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gọi là build con sóc và con gấu tiết thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ build bên đây nha. Hồi nãy giờ mình thấy là đúng không? Hả? 3 phút đầu vào. Đúng rồi, 3 phút. 3 phút thì ok. Hồi nãy giờ các bạn à, mình ngồi mình suy nghĩ là mình không biết là có nên gọi là kiểu như là mình build theo cái kiểu gọi là con vật hay là build cái hình hộp nữa. Bây giờ mình quyết định là mình sẽ build theo hình hộp các bạn ạ. À. Tại vì là build theo cái gọi là cái kia nó rất là khó luôn á, mình không hề biết gọi là con sóc mà khi mình xây trong đây nó sẽ như thế nào, cho nên bây giờ mình sẽ build một cái hình hộp nha. Ok, 3 phút, chúng ta có 3 phút rồi. Trời, 3 phút nè. Trời, 3 phút đối tôi quá dư dả không phải không? Trời. Gì ghê hả? 3 phút mà đã quá dư dả thì tí nữa gọi là 5 phút thì chắc là bả build. Trời ghê lắm luôn á. Trời ơi, tiếc là nghề của tôi rồi không? Trời ơi. Ok, kinh quá nha. Ok, kinh quá nha. Mình sẽ gọi là qua đây để mình bắt chước Simi các bạn. Trời ơi, bắt chước gì không biết luôn trời.
Ok, chắc ông bắt chước luôn. Trời, chắc ông được bằng tôi con, luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu xây cái tay của gọi là con sóc của mình nha các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bạn à, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn đấy. Còn nhiều phút, ai còn nhiều phút nữa. Ờ, chúng ta chỉ còn 1 phút 30 giây nữa đâu các bạn ơi. 1 phút 30 giây này, phút xa đây đây. Ê. Ok. Ok, rồi, ok, bây giờ mình sẽ gọi là build cái con mắt cho nó nè. Build con mắt cho nó thì mình sẽ build cho nó là màu trắng nè. Ở đâu? Tính ra là màu trắng thì chúng ta phải gọi là kết hợp với màu đen nó mới ra được con mắt kia. Ok. Đấy. Đấy. Ok, xây cái miệng cho nó này. Đấy, xây cái miệng cho nó là màu đỏ nè. Wow. Mình thấy là mình ra con sóc rồi đó các bạn ơi. Wow, còn 1 phút nữa nha Sim ơi. Còn 1 phút nữa, còn 1 phút nữa. Ok, ok. Tính ra bà Sim này bà xây đẹp quá ta. Ê, mình nghĩ là mình còn phải chỉnh lại cái miệng các bạn à. Tại vì cái miệng của mình thì mình nên cho nó ra đây một chút xíu nè. Đấy, ok. Đó, ok, nhìn nó ok hơn rồi nè. Mình sẽ vẽ cho cái con sóc của mình có thêm cái lông mày nữa. Đấy, ok. Rồi, đấy. Rồi, ok, thêm lông mày nữa. Chúng ta chỉ còn 30 giây thôi các bạn ơi, còn 30 giây thôi, còn 30 giây thôi. Còn 30 giây thôi, để mình coi xem coi. Wow! Trời ơi, bà Sim xây đẹp quá vậy trời. Rồi xong rồi á, ta da. Còn 10 giây nữa chúng ta mới hết giờ các bạn ơi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, chúng ta đã hết gọi là thử thách 3 phút rồi các bạn à. Đây để mình cho các bạn coi nha. Đây chính là gọi là thử thách 1 phút của Simmy nè. Còn đây chính là thử thách 3 phút của Simmy. Còn đây chính là thử thách 3 phút của mình. Trời, sao con này giống dragon vậy? What the hell? Vậy giống cái con trong gì đó với kỳ diệu của Google hả? Đúng rồi, y chang luôn á. Các bạn thấy giống không? Giống lắm luôn. Các bạn xem cái bức hình này với bức hình này các bạn thấy giống. Đây, các bạn hãy xem gọi là bức hình ở trên màn hình mà mình để nha. Đây là một gọi là nhân vật ở trong phim Thế Giới Kỳ Diệu của Gumball. Ủa nhưng mà đây là cái gọi là con sóc mà. Nó giống dragon thật sự luôn á. Đây là con sóc mà. Ok, con sóc, ok, tôi chấp nhận là con sóc á. Rồi, ok, rồi, chúng ta hãy gọi là qua tới thử thách tiếp theo nè các bạn ơi. Ok, bây giờ là thử thách cuối cùng, như là thử thách 5 phút của chúng ta bắt đầu. Hồi nãy giờ là mình chỉ đùa thôi các bạn à. Bây giờ mình đã biết cách để gọi là xây con sóc của mình như thế nào rồi. Ngay ra, trời ơi, bây giờ mình sẽ gọi là xây con sóc cho nó, gọi là mình sẽ xây luôn body của con sóc luôn các bạn à. Các bạn nhìn nè. Đùa hả, trời nè, chung đùa hai ván rồi á. Trời ơi, bà cứ nhìn đi, bây giờ tôi gọi là tôi xây body của con sóc cho bà coi nè. Ok, tôi đang chủng hai cái con gươi tôi lên nhìn ông nè, thấy không? Ghê nha, ghê nha các bạn. Các bạn thấy CP khinh thường mình đâu, CP khinh thường mình. Quay khinh đâu trời. Ok, nói chung thử thách này quá đơn giản luôn. Ông muốn làm gì khó khó xíu nha, chỗ này dễ quá đó. Không đó chứ, ngồi gãy này chứ. Trời ơi các bạn à, tại vì là mình gọi là hồi nãy giờ mình chỉ gọi là cố tình mình giả bộ mình build nó núp núp một xíu thôi, chứ thực ra là kỹ năng build của mình là hơi bị thượng thừa nha. Ok, Sim rất là hồng, chờ cay á. Ây da, Sim nói cái đó sao khi em giống như là kiểu giờ tôi có làm gì đâu, trời ơi. Ok, được rồi, lo build đi coi chừng tôi thắng ông đó nha. Alo. Các bạn ơi, mình nhìn thôi là mình đã thấy Simmy đang chuẩn bị build cái gì rồi đó. Mình phải build lẹ lên. Ok. Có lên cây ơi. Cái râu này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu build cái đầu cho nó đi ha các bạn. Bây giờ mình build cái đầu cho nó thì mình sẽ build màu này nè. Đấy. Lên em ơi, lên đi em ơi, đúng rồi. Đấy, ok. Sao nghe nó kỳ kỳ ta. 2 phút của chúng ta đã gần trôi qua rồi các bạn ơi. 2 phút của chúng ta đã gần trôi qua rồi. Gì nhanh vậy? Nhanh lắm trời, thời gian rất là độc ác chi bà. Thời gian trôi qua rất là nhanh luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ gọi là xây cái lỗ mũi cho nó nè các bạn. Đấy, cái lỗ mũi của nó thì mình sẽ cho con sóc của mình là một con chú hề. What? Gì? Chú hề, really? Chú hề mà. Ê, sao bây giờ mình xây thì mình lại thấy nó giống con chuột ta.
này ông say trai say đã trời. Mình say một hồi thì mình lại thấy con sóc của mình nó lại giống con chuột các bạn à. Không biết là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây không, nhưng mà mình nghĩ là chắc không có đâu. Bạn phải gọi là đợi mình say xong cái đi. Đấy. Đấy, lên này, lên này. Lên này. Đó, ok, hay các bạn ơi. Đó, mình đã xây được gọi là cái body cho nó đó. Bây giờ mình sẽ gọi là xây thêm ở đây cho nhìn người nó có hồn, nó có viền ra một xíu. Cố lên, có ba đi. Ok, 1, 2, 3. 3 phút của chúng ta đã gần trôi qua rồi. 3 phút của chúng ta đã gần trôi qua rồi. Wow, 5 phút nhờ. Trời, 5 phút nói vậy thôi chứ thật ra nó trôi qua rất là nhanh luôn các bạn à. Nói sẽ hết 5 phút. Ok, bây giờ chính thức 3 phút rồi này. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại 2 phút thôi anh em à. Chúng ta hãy cùng nhau gọi là cố gắng nữa nào. Mình đã gần, cũng gần build xong cái con sóc của mình rồi. Ở đâu, cái này chúng ta phải build qua đây chứ. Đúng rồi, ok. Rồi, ok, ok. Rồi, ok, mình build gần xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ cần build xong cái thân hình này của nó thì mình chỉ cần gọi là ngồi trang trí lại một chút xíu là được. Sim ơi, are you done, are you done? Yeah. Simmy đã xong chưa? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi hả? Ừ. Ok, ok. Ok các bạn ơi, 3 phút 40 giây đã trôi qua rồi. Chúng ta chỉ còn lại 1 phút 20 giây thôi. Cố lên nào anh em ơi. Đấy, đấy. Mình sẽ gọi là build cái thân hình của nó. Công nhận là cái thân hình của nó build khá là lâu các bạn à. Mình sẽ sử dụng cái khối này đi ha, cho nó nhanh ha. Đấy, đấy, ok. Ok, 4 phút của chúng ta đã chính thức trôi qua. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại đúng 1 phút thôi. Ok. Rồi. Rồi, ok. Ok, đắp lại, đắp mộ cuộc tình. What? Rồi, ok, chính thức xây xong rồi này. Bây giờ mình sẽ... wow, wow, wow. Các bạn thấy chứ, đây chính là con sóc của mình mà. Đó. Bây giờ mình sẽ gọi là tô lại màu cho nó kiểu... cho nó kiểu như là không có bị trùng màu một chút xíu. Bây giờ mình sẽ gọi là ok màu nâu ở đây nè, mình sẽ build bên dưới đây nè. Đó. Đó, đó. Ok. Đấy. Ok, chúng ta chỉ còn lại gọi là 10 giây thôi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Hết giờ rồi. Teo 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 teo. Chạy. Ủa tại sao lại bị lệch con mắt vậy Siêu? Nó cứ nhìn tôi. Tôi không biết gì chứ. Nó bị lệch luôn cái mũi các bạn ơi. Nó bị lệch luôn con mắt mà nó bị lệch luôn cái mũi luôn. Wow. Cái này đó là Simmy gọi là Bill, con gấu tuyết đang ngồi nè các bạn ơi. Nhưng mà dù nó hơi bị lệch một chút xíu, nhưng mà đây cũng là một cái thành phẩm Bill. Mình thấy nó khá là đáng yêu luôn. Đây, còn sim con của cây nè. Vậy Simmy nó dễ thương lắm, sao nó giống Tùng Lộc vậy? Cái nó giống không? Giống không? Giống không? Giống không? Đây, Sim sẽ Bill cho cây thêm này đại nha. Ví dụ nha, ví dụ nha. Đây. À đó bắt đầu thấy 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 cũng giống giống. thấy bắt đầu giống giống rồi đó. Ở đây giống. Cậy. Giống Tuần Lộc thiệt các bạn ơi. Cái này thì mình xây giống con Darwin cỡ này, mình xây giống Tuần Lộc. Trời ơi. Ok. Thì đây chính là những tác phẩm mà của tụi mình hồi nãy giờ đã build này. 1 phút, 3 phút và 5 phút thì tụi mình đã build được như thế này đây. Thì ok các bạn ơi, thì có lẽ là video của bọn mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu mà bạn nào mà thấy sản phẩm nào của tụi mình build đẹp thì các bạn đừng quên để lại bên dưới cho tụi mình biết nha. Thì tụi mình sẽ gọi là đọc những comment đó và thả tim những comment đó cho các bạn nha. Và cảm ơn mọi người đã xem video này. Và nếu mà các bạn yêu thích thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share, và subscribe. Và các bạn đừng quên like và cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye nha.